Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chuyện giờ mới kể, nguyên do Tổng Trọng đá văng Trần Quốc Vượng, Huệ Thường cẩn thận củi lửa. Hiện nay ông Tổng Trọng đã cầm quyền sang nhiệm kỳ thứ 3, có vẻ như ông Trọng vẫn còn muốn ngồi lại chiếc ghế quyền lực mà ông bỏ ra cả đời để đạt cho bằng được. Nhưng xem ra sức khỏe của ông không cho phép. Vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng đã công bố ngày quy định số 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, ứng cử Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Điều này làm cho giới phân tích nghi ngờ kỳ hội nghị Trung ương 6 sắp tới sẽ có biến lớn trong tứ trụ của Đảng Cộng sản. Nếu thay thế vị trí Tổng Bí Thư và hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp tới, thì Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng là hai nhân vật được xếp vào hàng ưu tiên nhất, bởi vì ông Thủ tướng và Chủ tịch nước đang dính vết đen quá nặng vì vụ Việt Á và nhiều vụ án khác. Nếu có thời gian đủ lâu, sức mạnh chính trị của phe cánh ông Thủ tướng sẽ hồi phục trở lại và lợi thế sẽ trội lên. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là người khó lường. Trong quá khứ có hai người tưởng chừng như với tới được chức Tổng Bí Thư, nhưng rồi cuối cùng cũng bị tuột vì chính ông Tổng Bí Thư. Vì thế người ta đánh giá ông Tổng Bí Thư là người khó lường như vậy. Có thể hôm nay được ông Tổng sủng ái, nhưng ngày mai lại thành bại tướng dưới tay ông Tổng, thì đấy cũng là điều khá quen thuộc trong Đảng. Tham gia trò chơi chính trị, được ông Nguyễn Phú Trọng sủng ái là một lợi thế, nhưng thực tế cho thấy đó cũng là một rủi ro không hề nhỏ. Ông Đinh Thế Huynh thì bị gãy giữa nhiệm kỳ vì nguyên do gì không ai biết và biến mất hết sức bí ẩn. Và người ta cũng không biết vì sao ông Đinh Thế Huynh lại bị ra tay mạnh đến thế. Ông Đinh Thế Huynh bị một chứng bệnh lạ, không bị xanh cỏ như Nguyễn Bá Thanh, nhưng đầu óc lại không đủ tỉnh táo để làm nhiệm vụ. Vì thế ông Đinh Thế Huynh đã rút vào hậu trường, không kèn, không trống. Không rõ đây là căn bệnh thực sự của ông hay do tác động ở bên ngoài. Trường hợp của ông Trần Quốc Vượng là bị hất vào cuối nhiệm kỳ. Thời gian sau đại hội lần thứ 13, người ta không biết chắc về nguyên do vì sao ông Tổng Trọng không chọn ông Trần Quốc Vượng mà gạt ông này ra để ông tiếp tục một nhiệm kỳ thứ 3 Tổng Bí Thư. Và mới đây nhất, tờ Thời báo .d nhận được thông tin cho biết sở dĩ ông Trần Quốc Vượng bị thất sủng bởi ông đã thể hiện tư tưởng cổ hủ. Đây là hình ảnh nguyên do Đinh Thế Huynh bị bệnh là khá bí ẩn. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, khi đó ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí Thư, đã ra chỉ thị rằng Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của hệ thống chính trị. Lúc ấy, cộng đồng mạng đã phải phản ứng rất mạnh vì chính kinh tế tập thể kiểu hợp tác xã đã đưa đất nước Việt Nam tới đói nghèo, kinh hoàng. Một con người có triển vọng kế vị chức Tổng Bí Thư mà thể hiện tư tưởng này chẳng khác nào kẻ phá hoại công lao của toàn dân đã làm 34 năm trước đó. Theo ý kiến của người cung cấp thông tin, thì chính vì tư tưởng này mà ông Vượng đã bị ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng loại khỏi vai trò làm Tổng Bí Thư. Như vậy là ý kiến này cho rằng ông Tổng Bí Thư là người tiến bộ, không phải theo trường phái quá bảo thủ. Đây là hình ảnh nguyên do Trần Quốc Vượng bị loại cũng chưa được tỏ tường. Về ý kiến này cũng có những góc nhìn khác được đưa ra như sau. Ông Trần Quốc Vượng là người làm chính trị thâm niên và gần ông Tổng Bí Thư không ít. Vậy thì tại sao ông lại không nhận ra tư tưởng cách tân nơi ông Tổng Bí Thư mà lại phát biểu một câu sai ý với cấp trên đến như vậy? Cũng theo quan sát, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng theo trường phái bảo thủ chứ không cởi mở. Theo thông tin được biết, ông Trần Quốc Vượng phát biểu như thế là xuôi theo tư tưởng bảo thủ của ông Tổng Bí Thư chứ không hẳn là chống. Việc ông Tổng Bí Thư không chịu về hưu là bởi ông tham quyền cố vị và phải giữ lửa cho cái lò mà ông dày công gây dựng rất nhiều năm vừa qua. Với ông Tổng Trọng, không có tình bạn mãi mãi, chỉ có quyền lợi của ông là trên hết. Nên Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng cẩn thận
củi lửa. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Ngoại giao đang có biến hay Phó Thủ tướng Thường trực bị tước bỏ quyền lực. Ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng Thường trực và thay mặt Thủ tướng phụ trách về mặt ngoại giao. Những phái đoàn nước ngoài đến thường là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp nếu đồng cấp, hoặc là Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm về ngoại giao sẽ tiếp nếu vấn đề vượt qua khỏi tầm cấp Bộ trưởng. Ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh là người đã bị Đảng quy kết là có sai phạm liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu. Kết luận của Bộ Chính trị đã đưa ra là sẽ kỷ luật với hình thức nhẹ nhất và không cách chức. Tuy nhiên, với hình thức kỷ luật nhẹ nhất cũng khiến ông Phạm Bình Minh khó có thể leo lên cao hơn. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Như tờ báo.d đã từng đưa tin, ông Phạm Bình Minh có hai rào cản không thể tiến xa. Đó là vì vụ án chuyến bay giải cứu như đã nói và vấn đề về tuổi tác. Phạm Bình Minh sinh năm 1959, hiện nay là 63 tuổi. Sau 3 năm nữa, ông Phạm Bình Minh sẽ về hưu theo đúng tuổi. Tuy nhiên, cũng theo quan sát, ông Phạm Bình Minh đang cố vẫy vùng để được cho là bước vào tứ trụ trước khi kỳ đại hội đảng tiếp theo diễn ra, nhưng xem ra không hề dễ dàng gì. Vào ngày 2 tháng 9, ông Phạm Bình Minh đã thay mặt ông Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ công bố lệnh đặc xá cho phạm nhân. Đây là hành động lấn sân sang trách nhiệm của văn phòng Chủ tịch nước. Điều này có vẻ như ông Phạm Bình Minh cũng đang muốn chiếc ghế Chủ tịch nước. Tuy nhiên, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc mà có bị buộc rời phải chiếc ghế giữa nhiệm kỳ thì chưa chắc gì ông Phạm Bình Minh có thể chen vào được. Bởi chiếc ghế đấy cũng đang được ông Tô Lâm nhòm ngó. Đấy là giả sử ông Chủ tịch nước dụng giữa nhiệm kỳ. Còn nếu ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trụ đến hết nhiệm kỳ thì cơ hội chấm hết cho ông Phạm Bình Minh. Vào ngày 29 tháng 8 vừa qua, ông Time Brazier, cựu trợ lý cấp cao của Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ, tức là trợ lý cho đương kim Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, đến thăm và làm việc với chính phủ Việt Nam. Đáng lý ra là ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm về mặt ngoại giao sẽ tiếp, hoặc nếu ông Phạm Bình Minh bận thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp. Nhưng đứng này, ông Vũ Đức Đam lại là người tiếp phái đoàn Mỹ. Câu hỏi đang được đặt ra. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chuyến bay giải cứu đã gây sóng gió cho ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thì ắt nó cũng ảnh hưởng đến ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hiện nay. Việc Bộ Ngoại giao và cả ông Phó Thủ tướng phụ trách ngoại giao đứng ngoài cuộc lần lượt tiếp phái đoàn từ Hoa Kỳ sang là điều có gì đó rất bất thường. Ít nhiều cho thấy đây là sự hạn chế quyền lực. Và vụ án chuyến bay giải cứu chính là đợt sóng thần thứ nhì sau vụ Việt Á. Sai phạm liên quan đến số tiền mà người dân đã phải chi ra rất lớn, lên đến 4.000 tỷ đồng, không thua gì vụ Việt Á. Và hiện nay nó cũng lan tới rất nhiều bộ và ngành. Nếu nói vụ Việt Á, Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ dính mạnh nhất thì vụ chuyến bay giải cứu là Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Ngoại giao lại dính nặng. Tại Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Văn Thể là người sắp bị thay thế, khi khó nói số phận của Bùi Thanh Sơn cũng sẽ an toàn hơn ông Văn Thể cho được. Cũng có ý kiến cho rằng đang có sóng ngầm tại Bộ Ngoại giao, số phận ông Bùi Thanh Sơn cũng đang rất mất an toàn. Những sai phạm của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao không thể ém được nữa. Đến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng còn bị tống vào tù thì Bộ trưởng cũng khó mà an toàn và không thể nói là không biết gì. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã vào tù, còn ai nữa sẽ tiếp bước. Cái lò của Nguyễn Phú Trọng đang đốt rất mạnh. Người ta đang chờ đợi ông Trọng xử lý thế nào với Bộ Ngoại giao, bộ mà nhiều kiều bào cho rằng có hiện tượng trục lợi tại các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Việt Nam trên khắp thế giới. Hiện tượng này kéo dài từ rất lâu rồi, chứ không phải mới đây. Và vụ chuyến bay giải cứu được cho là chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm rất lớn. Bộ này cần ông Tổng một lần đại phẫu cho đến nơi đến chốn.